Giọt nước hồi thổi. Cố lên chị, cố lên, cố lên. Đau quá, đau quá. Hít thở sâu vào, lấy sức, chuẩn bị. 2, 3. Sinh rồi, bé gái rất đáng yêu. Con gái của mẹ. Chào mừng cậu đã đến với thế giới nước mắt. Các bạn này là giọt nước mắt vui vẻ, giọt nước mắt hạnh phúc. Và cậu chính là giọt nước mắt thiêng liêng đó. Vì cậu sinh ra vào ngày đầu tiên chủ nhân Maria được làm mẹ. À phải rồi, tớ là thiêng liêng, xin chào. Tớ xin tự giới thiệu, tớ chính là giọt nước mắt tự hào. Tớ được sinh ra vào ngày cô ấy còn là vận động viên điền kinh. Lúc đó cô ấy đã khóc. Giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc và cả niềm tự hào dân tộc. Chúng ta ở đây để lưu giữ những ký ức đẹp của chủ nhân. Để sau này ngoảnh đầu nhìn lại, cô ấy sẽ thấy hạnh phúc và mỉm cười khi nghĩ về chúng ta. À, cho tớ chơi với, cho tớ chơi với. Ở đây không ai cho tớ chơi chung cả. Ơ, à, cậu là ai mà người đen đúa thế kia? Sao nhìn cậu không giống chúng tớ? Đừng mà, đừng chơi với cậu ấy. Cậu ấy chính là giọt nước mắt hận thù đó. Cậu ấy là nước mắt lạc loài, xấu xa, không xứng chơi với nước mắt hạnh phúc của bọn mình đâu. Những gì cậu gây ra cả thế giới nước mắt này ai mà không biết. Thưa cô, cảm giác cô như thế nào khi là người phụ nữ đầu tiên giành huy chương vàng ở cự ly 100m nữ? Cô nghĩ sao về cái tên nữ hoàng tốc độ mà giới thể thao đã ưu ái dành cho mình? Đây là huy chương vàng thứ 3 ở độ tuổi còn khá trẻ. Xin hỏi cô có áp lực nào không ạ? Chị Maria ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, biết bao người chú ý, nhưng trái tim cô ấy chỉ đặt về một hướng. Tất cả thành công hôm nay của tôi đều có sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ một người. Đó là Jack, người chồng yêu quý của tôi. Nữ hoàng tốc độ à, em sắp thành mẹ của con gái anh rồi đấy. Cố gắng vài tháng nữa nha em. Nhưng mà em nhớ sân chạy quá. Từ ngày mang bầu, mọi thứ cứ đứt quãng. Chẳng vì anh, chắc em cũng chưa muốn có con sớm như thế này. Anh thì suốt ngày làm ăn công tác, ở nhà em buồn lắm. Ngoan nào, chúng ta đang xây dựng con đường sau này cho con. Anh đi công tác đợt này, mang về vài hợp đồng dự trù ngày em trở dạ. Em ở nhà chăm nói chuyện với con thay anh nha. Em biết rồi, anh cứ nhai mãi chuyện đó, chán chết được à. Làm sao mở lời với cô ấy, công ty đang có vấn đề đi. Anh hẹn người ta ra đây chỉ để ký mấy hợp đồng vớ vẩn này thôi hả? Cô Lily xem xét thương vụ làm ăn này, có chỗ nào chưa ổn thì cho tôi hay để còn chỉnh sửa lại. Chưa ổn ở chỗ này đây nè, đã bảo mấy lần trả phí có chịu đi đâu. Cứ quanh quẩn bên máy chạy bộ bảo trì chẳng mần ăn được gì nữa. Đề nghị cô nghiêm túc, tôi đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi cô. Trong giới kinh doanh, ai không biết anh đang trên bờ vực phá sản. Nếu muốn được việc, anh nên chịu ý của khách hàng một chút. Sao anh cứ gồng mình cơn trực làm gì? Em có phải vợ anh đâu mà đổ hết kinh tế gia đình lên vai của anh. Với đầu óc kinh doanh của anh á, anh nên tìm một nơi xứng đáng để đầu quân về đi. Nơi mà anh có thể thoải mái buông thả, tạm quên đi mấy chuyện không hay. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần những lúc anh mệt mỏi nhớ đến em là đủ rồi. Tớ có việc bận, xin lỗi, không đợi các cậu đến được nha. Là người đàn ông tội, tôi hối hận khi yêu anh. Chính cậu đã làm dấy lên trong Maria những ký ức xấu, rồi cậu sẽ bị trừng trị suốt quãng đời còn lại. Cả cậu và nguyên nhân tạo ra cậu đều là những thứ cần biến mất mãi mãi. Chỉ có chính chủ nhân mới có thể giải thoát cho quá khứ của mình. Em à, em. Anh còn đến đây để làm gì? Anh vừa mua sữa cho con. Anh tránh xa con bé ra, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Tôi sẽ gọi an ninh đưa anh lên phường vì tội quấy rối đó. Maria, anh biết anh đã sai, nhưng xin em, Lily chỉ là một phút giây yếu lòng khi việc kinh doanh của anh không theo ý muốn thôi. Điều anh ấp ủ suốt năm qua cũng chỉ muốn lo cho hai mẹ con em được hạnh phúc. Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đi. Anh thề sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa đâu.
Anh không có quyền nhắc đến tên người đàn bà ấy trước mặt của tôi. Tôi cho anh biết, Maria này chỉ dạy một lần là quá đủ rồi. Và đây cũng không phải con của anh. Nó mất cha từ khi còn nằm trong bụng của tôi đây nè. Ôi trời ơi, con người xấu xa kia đang chuyển màu kìa. Nguyên nhân sự rung chuyển này là nó đó. Nó là đồ xấu xa mà. Thế giới nước mắt đáng ra không nên chứa những kẻ xấu xa như mày. Ủa, cô chủ nhỏ khóc rồi kìa. Tim Maria đang đập rất nhanh. Hình như cô ấy còn rung cảm. Anh là đồ tồi. Đừng làm phiền mẹ con của tôi nữa. Anh phải làm sao để chứng minh cho em biết anh vẫn còn thương em đi. Chắc nó đứng đợi con từ sáng đến giờ đó. Con biết ngăn cản hai cha con gặp nhau là thất đức lắm hay không? Chắc nó cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi mà. Mẹ biết con cũng vẫn còn tình cảm với nó. Đừng có cố chấp nữa con à. Nhưng mà mẹ à, mỗi lần nhắm mắt là con luôn nghĩ đến cô nhân tình chân dài của anh ta. Con không muốn con gái của con có người cha xấu hổ như vậy. Maria, có một điều mà mẹ chưa bao giờ nói cho con biết. Nếu như năm xưa mẹ không tha thứ cho phút lỡ lầm của ba con, thì chính con sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy đủ yêu thương. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau con à. Ngày con trở dạ, chắc nó... Em à, cố lên. Con gái của con gái của con đấy mẹ à. Con được làm ba rồi. Tất cả đã muộn màng rồi mẹ à. Dù anh ấy có làm gì cũng không thể xoa dịu sự hận thù trong lòng của con lúc này. À, cháy rồi kìa, cháy rồi, chạy đi. Trời ơi, cháy lớn quá, có ai không? Làm ơn gọi cứu hỏa đi. Trời ơi, con của tôi, con ơi. Con à. Kìa cô ơi, đừng có vào, nguy hiểm lắm. Cô bình tĩnh lại đã. Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Con gái của tôi vẫn còn ở trong đó mà. Các người buông tôi ra đi. Chết rồi, cháy kìa, cháy rồi, lửa kìa, làm sao đây? Tôi sợ quá, nóng quá, tụi mình sẽ tan biến mất. Maria, em không được vào. Anh Chắc à, anh định làm gì đó? Lạ thay, trong lúc căng thẳng và hoảng loạn nhất, người bình tĩnh lúc này lại chính là hận thù. Cũng giống như khi trải qua thương đau, ân hận, con người ta thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ đứng sau tớ đây nè. Tại sao cậu ý lại bảo vệ tụi mình? Lửa đến chân cậu ta rồi, cậu sẽ tan biến mất. Vì cậu ấy đang ra sức bảo vệ những gì tốt đẹp nhất của chủ nhân. Con của tôi, con tôi đây rồi. Con có sao hay không? Làm mẹ lo quá. Vì sao anh làm như thế? Vì anh muốn bảo vệ con chúng ta. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng mong em hãy cho anh biết em còn yêu anh không. Chỉ cần em còn yêu anh sẽ dành hết đời còn lại để chờ ngày được chăm sóc mẹ con em. Cậu ấy biến thành màu vàng rồi kìa. Là màu của sự tha thứ đó. Những oán hận đã bắt đầu vơi đi. Tim của chúng ta đang đập rất nhanh. Tức là Maria đang hạnh phúc. Xin lỗi vì đã xa lánh cậu nha. Cậu nói đúng. Chỉ chúng ta mới có thể giải thoát cho những hối hận trong chính bản thân của mình. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau. Vì sao đuôi cò lại ngắn? Ngày xưa, khi các giống loài chim mới xuất hiện trên trái đất, họ hàng nhà cò, con nào đuôi cũng dài và đẹp. Tại cuộc thi sắc đẹp của các loài chim lần ấy, cò mẹ được vinh danh là loài chim có bộ lông đuôi đẹp nhất năm, kế nhiệm danh hiệu của chim công. Hoan hô mẹ, hoan hô mẹ! Cảm ơn mọi người vì đã bình chọn cho chiếc đuôi trắng của tôi. Tôi cũng vô cùng tự hào về nó. Tôi giữ danh hiệu chiếc đuôi đẹp nhất đã 3 năm liền, mãi mới tìm được cô cò thay thế. Tôi cảm thấy rất vui. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cô cò nha. Chúc mừng cô cò. Chúc mừng cô cò. Từ hôm nay mẹ đừng làm gì nữa nha. Cả ngày mẹ chỉ cần chải lông cho đẹp thôi ạ. Đúng đấy ạ. Chúng ta được thưởng rất nhiều đồ ăn ngon. Sau này chúng con cũng sẽ có đuôi dài mà giành giải trong các cuộc thi để nuôi mẹ nha.
Trời ơi, mẹ không làm thì lấy gì mà nuôi các con đây? Phần thưởng này tuy nhiều, nhưng cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn vài bữa. Hơn nữa, nghe nói trời sắp bão, cô Vạc đang phải ấp trứng nên không thể đi kiếm ăn được. Nếu nhà cô Vạc thiếu cá, ta sẽ chia cho mẹ con nhà cô ấy cùng ăn với con à. Vâng ạ. Cô Vạc ơi, mẹ con tôi về rồi đây. Kết quả cuộc thi sao rồi chị? Mẹ cháu xuất sắc giành giải nhất đó ạ. Chị vượt qua được cả họ nhà công, Trĩ, Vẹt trong rừng nữa hả? Cũng là do tôi may mắn thôi cô à. Năm nay mọi người đều thích kiểu đuôi dài và trắng mượt mà của nhà cò, nên tôi mới có cơ hội được giải á chứ. Tối nay mấy mẹ con tôi mở tiệc ăn mừng, cô và các cháu cùng sang chơi cho vui hen. Thôi, nhà chị có liên hoan thì tổ chức xông xốp một chút. Bác Bộ Nông Hoa vừa sang dặn, đêm nay trời đổ bão lớn, nhà nào nhà nấy phải ở yên trong tổ, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm á. Tôi sợ lắm. Thế là mọi người cũng biết rồi à. Chúng tôi cũng về cột thêm dây vào tổ cho chắc hơn đây. Ờ, vâng ạ. Chúng cháu chào cô ạ. Chị ta chỉ nói có vậy, chứ kiểu gì về nhà chẳng ngồi chải chuốt bộ lông đuôi. Chắc là cò mẹ chỉ biết tối ngày ngắm vuốt, cho lông đuôi thiệt đẹp, chị ta mới đẹp như vậy. Mẹ gì mà ích kỷ không lo cho con mà chỉ thích làm đẹp không hà. Mẹ ơi, bão có đáng sợ không hả mẹ? Mấy năm nay, bão mới lại xuất hiện. Bão vô cùng đáng sợ đó các con. Lần ấy, bão lớn, mẹ và cha của các con bị gió hất văng xuống đất cùng với tổ trứng trong đêm. Trời mưa như rút. Trời ơi, con của tôi, tổ của tôi, trứng vỡ hết rồi anh à. Các con xấu số đã không thể giữ lại. Bây giờ tính mạng là quan trọng, chúng ta phải chạy đi ngay em à. Nhưng mà em không đành lòng để các con ở lại. Gió càng lúc càng mạnh, cây cối sắp đổ xuống rồi. Chúng ta ở đây thực sự rất nguy hiểm. Đi thôi em à, anh cũng đau lòng lắm. Cẩn thận. Mình ơi. Cha bị một cây tre lớn đè gãy xương mà chết. Tổ trứng vỡ nát, anh chị em của các con cũng không thể cứu được. May mà sau đó mẹ cậu sinh ra được các con bình yên đó. Mẹ ơi, bão đáng sợ quá, con sợ quá à. Trời bắt đầu nổi gió rồi đó, các con hãy chui vào cánh của mẹ đi. Lát nữa mưa xuống, mẹ sẽ che cho các con. Mẹ sẽ chiến đấu đến cùng, không để cho các con phải bỏ mạng oan uổng đâu. Mưa càng lúc càng nhiều, lạnh quá. Nhưng mà mình chịu đựng được, chỉ mong các con không sao. Trời ơi, gió to quá. Nếu cứ ở đây, sợ rằng gió lại hất tung cả tổ thì nguy mất. Các con à, mau dậy đi. Chúng ta phải kiếm chỗ nào khô ráo để ẩn náu, nếu không sẽ bay cả nhà xuống mất. Các con đều chưa có biết bay, mẹ sẽ mang từng con một đi nha. Vâng ạ. Mẹ ơi, con sợ, con sợ. Đã an toàn rồi con à, con ngoan ở yên đây nha. Mẹ đón các anh chị của con sang. Vâng, mẹ đi nhanh mẹ nha. Lần này nữa là xong. Con là anh cả, phải ở lại cuối cùng. Thiệt thòi cho con rồi. Nhưng mà con nặng lắm đó. Hay là mẹ cõng con cho đỡ nặng, được không mẹ? Gió to quá, suýt nữa thì anh bị ngã. Mẹ bị cứu anh, mà lông đuôi bị mắc vào đám cây gai nên rụng hết cả rồi. Các con mới là nguồn sống của mẹ. Mẹ không quan tâm lông đuôi dài hay ngắn. May mà các con không sao. Giờ tất cả các con được an toàn rồi. Các con đợi mẹ ở đây nha. Mẹ sẽ đi giúp cô Vạc rồi quay lại nhanh. Trời ơi, phải làm sao giờ? Nếu bây giờ mà điệu con bay xuống, ổ trứng sẽ bị rơi xuống mất. Cô Vạc ơi. Chị có, sao chị lại ở đây giờ này?
tôi sẽ ở đây giữ tổ. Chị Điệu và con bay xuống đi, rồi quay lại, chúng ta sẽ cùng đưa ổ trứng xuống. Lỡ như trứng bị dính quá nhiều nước mưa cũng sẽ hỏng hết. Tôi sẽ ở đây để bảo vệ con của tôi. Cô hãy dứt hết đoạn lông đuôi còn lại của tôi để che cho trứng đi. Ờ, sao có thể làm như vậy được? Mà chị cọ, đuôi của chị sao lại thành ra như thế này? Không sao đâu, cô đừng có nói gì cả. Lúc này an toàn là trên hết. Lông đuôi của tôi không có thấm nước, những quả trứng sẽ không bị ướt đâu. Chị cọ, tôi xin lỗi. Chị thật là tốt bụng. Vậy mà trước đây tôi vẫn luôn cho chị là ích kỷ, chỉ biết làm đẹp cho bản thân. Tôi không có để bụng chuyện đó đâu. Chúng ta đi thôi, bọn trẻ đang rất mong mẹ về đó. Mùa bão đi qua, các loài chim liền mở hội lớn ở trong rừng. Chị là chị cọ ư? Sao bỗng dưng đuôi của chị ấy lại thành ra như vậy chứ? Chị cọ ơi, chuyện này là sao đây? Không sao, tôi không sao mà. Để tôi kể cho mọi người nghe. Chuyện là... chị ấy hy sinh vì bầy con quá. Thật là một người mẹ vĩ đại mà. Ngày nay, đuôi còn ngắn là vì thế. Cái đẹp không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nằm ở sự hy sinh. Đối với tất cả loài chim trong khu rừng, chiếc đuôi ngắn của cò mẹ vẫn là chiếc đuôi đẹp nhất. Thờn bơn méo miệng. Ngày xưa, ở một vùng rừng nọ, muôn loài cùng chung sống, mỗi con vật mang một vẻ đẹp riêng. Trong đó có thờn bơn, một con cá vô cùng xinh đẹp. Thờn bơn, hôm nay may mà có cậu sang rủ, mình mới xin được mẹ đi chơi á. Chị mình đi ra ngoài hội hè suốt, nhưng chị ấy chẳng cho mình đi theo bao giờ cả. Cậu không biết vì sao ư? Tại chị ấy không muốn đi cùng cô em cá xí xấu như cậu á, sợ mất mặt với mọi người chứ gì. Ờ, vậy hả? Nhưng mà cũng không trách chị ấy được. Ai bảo mình sinh ra đã thua kém chị gái quá nhiều. Mọi người đều không thích diện mạo xấu xí của mình. Lại nữa rồi, cậu tự ti lâu nay chưa đủ hay sao? Kêu ca thì có làm được cái gì? Mà thôi đi, mọi người đã quen với diện mạo khó coi của cậu từ lâu rồi. Đến nơi rồi, sao lại dừng lại? Mình vào thôi. Ờ, cậu không ngại đi cùng với mình đến chợ hoa đông người thế này hả? Cậu sẽ bị chê cười đó. Ai dám cười mình chứ? Mình xinh đẹp như thế này mà, lại có cậu làm nền, họ càng thấy mình xinh hơn bội phần. Mình vui còn không hết nữa là. Ờ, thì ra là vậy. Kia là thần bơn sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Thần bơn mảnh mai quá, nhìn cô ấy bơi mới kiêu kỳ làm sao. Giá như cô ấy cũng liếc lại nhìn mình một cái. Thần bơn, anh thật yêu thích em từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Tặng em bó rong này để thể hiện lòng ngưỡng mộ. Anh là cá trê á hả? Sao anh có bộ râu dài ghê quá à? Nè, cậu nhận lấy đi. Cả cậu và anh ta cùng xấu xí, rất hợp với nhau đó. Cô ấy chê mình xấu xí, chả lẽ mình xấu xí thật sao? Anh cá trê à, em thấy anh không xấu, đừng buồn nha. Thần bơn, cậu nghe thấy lời nguyện của thần sông chưa? Nếu cậu mà còn chê bai ai nữa, là cậu sẽ bị méo miệng đấy. Nè, cá xí, lại đây mau mà xem, ông già thần sông đang ngủ trưa nè. Mình cùng đi xem đi. Chúng ta cũng đi theo xem sao. Thần bơn ơi, thần sông đang nằm ngủ kìa. Thần có râu tóc bạc phơ, trông đẹp quá à. Đẹp cái gì chứ, mình chưa thấy ông già nào xấu xí như vậy. Đầu tóc nè, râu nè, của thần sông, tất cả đều trắng phớt. Mặt thì nhăn nheo, đầy đốm đôi mồi. Đã thế còn cứ thích ra giữa sân mà ngủ. Ngủ là ngáy, ngáy khò khò. Kẻ nào nói gì tới ta thế hả? À, chúng cháu chào thần sông ạ. Chúng cháu chào thần sông ạ. Cháu chào thần sông. Thần bơn, ta vừa nghe thấy cháu nói gì ta phải không? À, dạ cháu chỉ nhận xét một chút thôi ạ. Tại sao da mặt của thần lại xấu thế? Đôi tay thì xù xì.
Thần Bân, mỗi người có một nét riêng, cháu không thể gặp ai cũng chê bai như thế được. Coi chừng cái miệng của cháu làm phá tới thân đấy. Nhưng cháu nói đúng chứ bộ, cháu đâu có nói sai đâu. Thần Song ơi, bụng của thần to đùng như một cái trống vậy. Quả thật là xấu mà. Thần Bân, cháu thật là hỗn xược. Đã thế, ta phải trừng phạt cháu. Nếu lần sau cháu mà nói thêm một câu nào chê bai người khác nữa thì cái miệng của cháu sẽ béo sệt sang một bên đó. Ủa, trời ơi, thần đã ra lời nguyền sao? Thần ơi, cháu. Thần Bân, cậu nghe thấy lời nguyền của thần xong chưa? Nếu cậu mà còn chê bai ai nữa là cậu sẽ bị méo miệng đấy. Thần Bân, chỉ cần từ giờ cậu để ý không chê bai ai cả thì sẽ không sao mà. Ừ, tớ sẽ để ý. Thần Bân, cậu nhanh lên đi, hội cá vượt vũ môn sắp diễn ra rồi kìa. Ơ, cậu chờ chút, tớ sắp xong rồi đây. Thần Bân, mau lên đi, mọi người đang tấp nập đi đến lễ hội đó. Nếu đến muộn chúng ta sẽ không được vào trong đâu. Cậu vội cái gì? Mấy tên cua ốc chậm lắm, lúc nào mà giờ giấc chẳng cao su chứ. Những dịp thế này phải trang điểm cho thật lộng lẫy, ai lại quê mùa như cậu. Được rồi, nhanh lên, mình đi thôi. Xương to thô cứng khó coi, trông thật là Thần Bân à, cậu quên lời nguyền của thần xong rồi hả? Suýt nữa thì mình lỡ lời. Mình cần phải nhớ không chê bai ai nữa. Nhưng quả thật là họ xấu thiệt chứ bộ. Ok, chờ mình với. Đợi cá rô cố lên, giành giải nhất phần thi nhảy nha. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hội cá vượt vũ môn. Và đây là các thành viên giám khảo: bác Thần Song, cô Cá Chép và anh BB. Thí sinh đầu tiên chính là Tôm Hùm. Tôm Hùm đang hít thật sâu để lấy đà cho phần thi nhảy của mình. Tôm Hùm cố lên, Tôm Hùm cố lên. Ê trời ơi, cậu ấy ngã rồi. Hey, nảy như thế chắc là đau lắm đó. Đúng là đáng đời. Tôm Hùm không biết lượng sức, bị đuổi ra là đúng. Trong cái đầu còn nặng hơn cả cái thân thì lấy đâu ra mà nhảy được chứ. Buồn cười quá. Thần Bân à, cậu lại quên rồi kìa. Thôi chết, tớ nhầm chút thôi. Cá rô chưa chạm được đến đỉnh ngọn sóng cao nhất nên chỉ được chấm một điểm. Cá rô ơi, cậu đúng là kém cỏi quá đi. Cậu suy cái gì, đi ra chỗ khác đi, cuộc đua đang vui mà. Thần Bân, cậu tập trung đi, giữ yên lặng đi, mọi người cùng xem. Vậy thì cậu nên im lặng trước đi, đừng có nhắc nhở mình. Thật không may, cá chạy lao phải nhớ cá nheo mà trượt ngã sức nuôi. Cá chạy sẽ phải dừng cuộc thi ở đây để đi bó đuôi lại. Cá chạy ơi, mắt của cậu bé quá nên không nhìn thấy nhớ cá nheo à. Cậu không nên đi thi thì hơn, cậu có cố cũng không thắng được đâu. Trời ơi, rùa toát mai rồi kìa. Đầu cá trê đập toát cả mai rùa, chắc là đau lắm đó. Đúng là cái đồ cá trê hắc tấp, thật là không biết lượng sức. Còn lão rùa kia sao lại đứng gần chỗ người ta thi như thế? Chắc là y ách chậm chạp nên không né nổi. Nhìn bình thường nữa kìa, những chương trình gì mà chẳng sôi nổi gì, chán chết đi được. Thần Bân à, miệng của cậu bị méo đi rồi kìa. Hả? Sao lại thế này? Bảo sao mình cứ cảm thấy vướng môi, phải làm sao bây giờ? Thần Bân, người quên mất là quyền của ta rồi sao? Thần Song, tại hôm nay vui quá nên cháu trót quên lời của ông dặn. Xin ông tha cho cháu. Lời nguyền của ta không thể thay đổi được.
chính người phải chuốc lấy hậu quả này thôi. Trời ơi, miệng thằng Bân lệch thẳng sang một bên rồi kìa. Trông thằng Bân xấu xí quá à. Cái miệng chả có ai xấu bằng rồi. Thần Bân, cháu hãy nhớ rằng chế nhạo mỉa mai nói xấu người khác là cách nhanh nhất để làm xấu chính bản thân mình. Kể từ đó, loài thần Bân bị méo miệng, không còn diện mạo xinh đẹp như ngày xưa nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.